Có thể là mình cũng không còn là những bé trẻ thơ của những bé 5 tuổi và của thế hệ này, thời đại này, nên khi mình không hiểu. Chứ còn nếu như bản thân Mai thì mới nhớ là ngày nhỏ mình mê Tết lắm. Quá mê luôn, bởi vì thứ nhất là Tết không phải đi học rồi nè. Mà trẻ con thì đương nhiên là thích được nghỉ, xả hơi rồi. Rồi Tết là được gì, được mặc quần áo mới nè, rồi được ăn bánh chưng này, rồi được ăn mứt này, vừa ăn bánh kẹo ngọt thả ga này. Rồi chưa kể là được đi chơi, rồi ba mẹ có làm gì sai, ba mẹ cũng không mắng. Là bởi vì trong những ngày Tết là kiêng cự, kỵ những cái điều mà vui thôi chứ kiêng cự mà trách mắng nhau. Nên cũng có thể là thế hệ này các bạn đã trưởng thành và lớn hơn như hồi nãy Mai cũng nói với Thuận đó. Nhưng mà Mai thấy là hiện giờ thì đúng là mạng xã hội nó cũng làm cho các bé trong những cái dịp Tết quây quần nó cũng có sự khác biệt. Thuận có thấy ví dụ như ngày xưa mình mà các bé mà gặp gỡ nhau là bắt đầu chơi, nào là chơi trò, chơi u, chơi gì đó, hoặc là có thể là cùng nhau chạy nhảy, rồi bịt mắt bắt dê, nói chung là rất là nhiều trò chơi của các bé. Nhưng bây giờ thực ra là mỗi bé ngồi góc, mỗi bé cầm cái điện thoại. Nghĩa là tuy là gặp nhau vậy đó nhưng mà lại không có sự tương tác thực tế. Thì nó cũng có, nhưng mà các bé bù lại các bé lại có rất là nhiều bạn ở trên mạng xã hội, mà cái số lượng của nó lại lên tới con số hàng trăm cơ, chứ không phải là ít đâu, hoặc là còn cao hơn nữa. Hoặc là những fan mà follow các bé, hoặc là tương tác qua lại, thì để mình thấy được rằng ngày hôm nay á, nó cũng rất là khác biệt nhiều so với lại thế hệ của Mai.